lúc này ở bên ngoài phòng xóa đói giảm nghèo người dân mang theo băng rôn khẩu hiệu không ngừng hò hét lâm giật cút khỏi huyện đông lâm giật đồ lòng dạ hiểm độc huyện đông không chào đón mày lâm giật lấy công làm tư lâm giật cút khỏi huyện đông cậu đến huyện này cũng lâu rồi chưa hề nói đến chuyện không hề nhận một đồng nào bất chính còn bỏ tiền túi ra khá nhiều mà họ lại còn tố cáo cậu rốt cuộc là sao đây tôi cũng đang rất muốn biết đây này tóm lại là mọi người có vấn đề gì muốn phản ánh sao chúng tôi muốn tố cáo lâm giật cậu ta đã nhận tiền của người khác hứa để cho người đó đến đông bắc học tập ngược lại là chúng tôi những người thật sự đang cần đi thì lại không có cơ hội chúng tôi cần có lời giải thích bí thư vương nghe vậy cũng câm lặng không biết phải trả lời ra sao lúc này tên vu phong liền ra mặt phát biểu dừng 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 mọi người đừng làm ổn nữa thay mặt văn phòng xóa đói giảm nghèo ở nơi này tôi xin cam đoan sẽ xử lý nghiêm túc vụ này cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng có tên vu phong mở lời vương triều hỉ bắt đầu lên tiếng chỉ trích lâm giật Bí thư Vương tin tưởng cậu rất nhiều, giao toàn quyền cho cậu phụ trách việc này, không ngờ cậu lại lén lút giở trò như vậy, cô thấy có xứng đáng với sự tin tưởng của bí thư Vương không? Tôi thực sự rất ngạc nhiên, các người có tư cách gì để chỉ trích tôi? Cậu còn dám hỏi tại sao à? Chúng tôi đều là các hộ nuôi trồng trong huyện, chính chúng tôi mới là những người có đủ điều kiện để đi học tập hơn so với đám người kia. Nhưng cậu lại lợi dụng quyền hạn của mình mà đưa xuất cho người khác, lẽ nào phải phơi bày chuyện xấu xa của cậu ra ngoài thì cậu mới thấy thoải mái sao? được rồi được rồi mọi người đừng ẩm ý nữa hiện giờ huyện của chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng để thoát nghèo nếu chuyện như thế này xảy ra thì phải xử lý nghiêm túc vu triều hỉ anh đừng có ném đá xuống giếng nữa vô ích thôi vì tôi phụ trách việc này việc chọn ai đi cuối cùng do tôi quyết định các người không có tư cách ở nơi này nói này nói kia cậu lấy việc công làm việc tư không vì dân phục vụ thì có tư cách gì để mà quyết định việc này mọi người nói có đúng hay không đúng 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 chính là việc đi học tập là do tôi khởi xướng các chi phí đi lại cũng hoàn toàn do tôi chi trả vì vậy tôi muốn đưa ai đi thì đó là việc của tôi không liên quan gì đến các người các người nếu như muốn đi thì cũng được tự các người trả tiền đi tôi thật sự không hiểu làm ầm ĩ thế này chỉ để tố cáo tôi rốt cuộc có hiểu rõ tình hình không vậy cậu nói gì cậu trả tiền sao nếu không thì sao nào anh có thể đi kiểm tra sổ sách không thể nào đừng có ở đây mà lừa gạt chúng tôi ai mà ngốc đến mức dùng tiền của mình để đi làm việc chứ? Nếu như cậu có tiền như vậy, thì tới nơi này làm gì chứ? Rảnh quá không có việc gì làm, nên tới nơi này để giết thời gian được không? Sau đó Lâm giật liền xòe ra chìa khóa xe ô tô. Giá trị chìa khóa xe này hơn một triệu, cho nên số tiền để đi học tập chẳng đáng là bao. Hãy thu lại sự ngu ngốc của các người đi, tránh để cho người khác chê cười. Tôi thật sự phục các người lắm luôn đó, cho hề vụng về như thế này mà cũng nghĩ ra cho được. Cậu đang nói gì, tôi nghe không hiểu. Không hiểu cũng chả sao, lát nữa anh sẽ hiểu thôi. Bí thư Vương, bắt những người gây rối này đi, tôi muốn kiện họ, tôi phải làm cho ra lẽ. Được. Lão Mã, dẫn vài người tới đây, có người đang gây rối ở đây, tới bắt hết họ đi. Chúng tôi cũng không cố ý, tại sao lại bắt chúng tôi? Chỉ vì các người không có đầu óc, bị người ta lợi dụng mà vẫn không hay biết. Nhưng nếu các người khai ra sự thật, nói ra thủ phạm cầm đầu thì chuyện này coi như xong, nếu không, bị giam đến bao giờ mới được thả ra, tôi cũng chẳng biết. Nghe Lâm giật đe dọa đám thôn dân không khỏi tái mặt sợ hãi. Sau đó liền chỉ về Vu Triều Hỉ và Vu Phong, "Chính là họ bảo chúng tôi tới đây, cho mỗi người chúng tôi 200 tệ, chúng tôi thực sự không biết gì cả. Thật ra thì tôi đến huyện Đông chỉ để vui chơi một chút thôi, không có ý đồ lợi ích như các người nghĩ, các người không cần thiết phải làm như vậy. Cần gì phải chơi trò này chứ, tự mình chơi chết mình luôn rồi, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho các người." Cậu ngã một lần khôn hơn một chút, sau này nhớ suy nghĩ kỹ hơn. Có một số người chọc không nổi, ví dụ như tôi. Tên Vu Triều hỉ lúc này suy sụp ngã quỵ xuống đất, mình xong đời rồi. Anh Lâm, lộ trình ngày mai sắp xếp thế nào, ngồi xe bus về Trung Hải trước, sau đó ngồi máy bay đi Đông Bắc. Cô còn việc gì khác à? Ngày mai Đình Đình cũng đến Trung Hải tham dự cuộc thi, có thể ngồi xe của chúng ta được không? Đình Đình sao? Chính là cô bạn thân nhất của cô có gia cảnh khá giả đó à? Có thể, dù sao thì xe vẫn còn dư chỗ ngồi, nhưng tôi cũng rất tò mò. Với trình độ của cô ta thì tham gia cuộc thi gì? Vậy thì cảm ơn anh Lâm, chuyện đó tôi không có hỏi. Nhưng hình như là một cuộc thi khá quan trọng, bởi vì cô ấy rất hào hứng. Tự cô sắp xếp đi, tôi đi ăn cơm đây. Ngày hôm sau, mọi người đã tập hợp đông đủ để lên xe về Trung Hải. Chủ nhiệm Lâm, lần này đi ra ngoài chắc chắn là không cần chúng tôi chi tiền phải không? Chúng tôi chi trả toàn bộ chi phí, nhưng các người tự đi tham quan, mua quà lưu niệm hay đặc sản gì đó thì số tiền đó không được tính vào mà các người phải tự chi trả ha 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 đó là điều chắc chắn sao có thể để anh chi trả số tiền đó chứ chúng tôi hiểu rõ mà mặc dù là học miễn phí nhưng lần này là cơ hội khó mà có được các người nhất định phải nghe cho kỹ để vụt mất rồi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu chủ nhiệm lâm yên tâm trước khi ra khỏi nhà vợ tôi đã nói rõ nếu như học không xong về nhà sẽ đánh gãy chân tôi ha ha lâm giật ngơ ngác không hiểu vì sao bỗng nhiên bị cô gái đứng sau lườm nguyết cậu cũng thiệt là đi nhờ xe của anh Lâm rồi, còn liếc người ta nữa chứ, cái này là cậu không đúng rồi, thói quen, tạm thời chưa sửa được. Phải rồi, chẳng phải cô nói là muốn đi Trung Hải tham gia cuộc thi sao? Rốt cuộc là cuộc thi gì vậy? Cuộc thi đua xe, tôi là một trong những thành viên đại diện cho dư hàng. Thật không, là loại trên truyền hình đó à, vừa khéo tối nay cậu không có bận gì, tớ dẫn cậu đi trải nghiệm. Anh Lâm, anh có đi không? Cuộc thi mà có cô gái này tham gia chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tôi ở lại khách sạn thì tốt hơn. Này này này, anh nói vậy là sao hả? Xem thường tôi có phải không? Đừng ồn ào nữa, xe sắp chạy rồi. Tại khách sạn bán đảo Trung Hải. Anh Lâm, hôm nay chúng ta ở nơi này à? Ừm. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, tất nhiên phải ở nơi thoải mái rồi, không thể làm khổ bản thân được. Ha ha, anh tốt nhất nên chú ý một chút, ngân sách của các người là có hạn, nếu tiêu vào những việc vô ích này, để xem anh đến Đông Bắc sẽ làm được những gì. Cô đúng là lo lắng quá mức, chuyện gì cũng xía vào không sợ bị mãn kinh trước 30 tuổi à, anh mới là bị mãn kinh đấy. Lâm Tổng, ngài tới rồi, chào Lâm Tổng, hả, à, Lâm Tổng sao? Lâm giật, anh thường xuyên ở đây lắm à, tại sao các quản lý của khách sạn đều ra ngoài chào đón anh? Bởi vì khách sạn này là của tôi, quản lý gọi tôi là Lâm Tổng chẳng phải là rất bình thường ư, điều này làm cho đám người đi cùng không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác. Tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi, cô dẫn mọi người đi làm thủ tục nhận phòng, tôi ra ngoài một lát, được. Tại tập đoàn Triều Dương, A, à, anh về rồi à? Kỳ tổng, em cũng bận rộn quá ha, anh chờ em nãy giờ rồi đó. Anh về sao lại không nói với em một tiếng chứ, chẳng phải là muốn cho em một sự bất ngờ đó sao? Rồi cô ngồi lên đùi Lâm giật nũng nịu, "Có nhớ em không? Reng reng reng." Tiểu Quách, có chuyện gì vậy? Chị dâu, là thế này. Em có chút chuyện, có thể giúp em không? Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Em và Huyên Hách bị bắt, cảnh sát nói phải gọi người nhà đến bảo lãnh, cho nên mới gọi điện cho chị. Bị bắt sao? Sao lại thế? Tụi em đi đua xe, chị mau tới đi, nhưng đừng nói với anh của em, anh ấy mà biết, chắc chắn sẽ mắng em xối xả đó. Muộn rồi, anh của em đang ở cạnh chị, anh ấy cũng biết rồi, hai đứa đừng lo, anh chị sẽ đến đó liền. Rồi kỳ khuyên nhan liền kéo tay lâm giật lôi đi. Đi mau đi mau, hai đứa đó cũng thiệt là, ba ngày mà đi đua xe, mà lại còn đua tới Trung Hải nữa chứ. Mấy ngày trước Ngưng Nguyệt có gọi điện cho em, nói là muốn mua một ít đồ cho đám cưới, không ngờ hôm nay lại đến, Ngư Nguyệt sắp kết hôn rồi, bây giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi. Hơn nữa có bạn trai người ta ở bên cạnh, anh là anh lớn, không được nói gì hết, biết chưa, biết rồi biết rồi. Một giờ sau tại cục cảnh sát, anh, chị dâu, gây rắc rối cho hai người rồi, sau này cẩn thận hơn là được rồi. Cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sao lại đi làm, reng reng reng, reng reng reng, tần hán. Nghe nói anh về Trung Hải rồi, đến quán của tôi đi, đã sắp xếp một bàn cho anh rồi, dù sao cũng phải đón gió tẩy trần cho anh chứ được ở đó đợi tôi tôi tới đó liền cũng không còn sớm nữa anh dẫn hai đứa đi ăn cơm trước có gì tôi về nhà rồi nói trong lúc di chuyển nhìn vào định vị ghim trên bản đồ ngưng nguyệt không khỏi thắc mắc anh em nhớ không nhầm thì đây là quán thịt nướng của tần hán mà ngay cả cái này mà em cũng biết sao em có xem trên một app nghe nói hàng ngày đều kín chỗ rất nhiều người nổi tiếng trên mạng và ngôi sao đều đến đó check in muốn ăn ở nơi này đều phải đặt lịch hẹn tận mấy ngày, giờ chúng ta đi có còn chỗ không, vừa rồi chính là Tần Hán gọi anh đến dùng cơm, đã đặt sẵn phòng riêng rồi, em không cần phải lo. Tần Hán tiếng tăm lừng lẫy, thế mà lại tự mình gọi điện mời anh lớn ăn cơm, cũng bố đời quá rồi, tại nhà hàng thịt nướng Tần Hán. Trò chơi hôm nay đã sắp xếp xong, trình độ cao hơn trước đây không ít, sau khi lão lâm đến chắc chắn không kiềm chế được. Tôi đã tốn công lắm, mới chọn ra được nhiều cực phẩm thế này, nhất định sẽ phục vụ anh Lâm đến khi hài lòng lão cao không tới là thiệt thòi của cậu ta rồi các người nghe cho kỹ đợi lát nữa lâm thiếu đến phải biểu hiện cho tốt đấy chỉ cần anh ấy vui vẻ số tiền rơi ra từ kẽ tay cũng đủ cho các người sống cả đời rồi biết rồi tần thiếu tụi em nhất định sẽ biểu hiện tốt